Chào các anh yêu thích bật lửa của Ambe vua đồ đẹp. Hôm nay Ambe xin làm một clip gửi đến các anh, giới thiệu cho các anh một sản phẩm đến từ thương hiệu Rozo với mã hàng là Z561. Các anh nhớ giúp em nhé, Z561 ạ. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm này thì các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ tìm kiếm là Z561 các anh nhé, để xem được những hình ảnh chi tiết cũng như là khi gọi đến Ambe shop thì các anh chỉ cần đọc mã hàng là Z561 thì Ambe shop sẽ biết chính xác các anh đang hỏi mẫu nào để tư vấn cho các anh cũng như là hỗ trợ các anh trong việc đặt hàng nhé. Mã sản phẩm thì em không có để bên góc trái của video. Đấy, các anh nhớ giúp em ạ. Một sản phẩm được đựng trong hộp hai lớp đây, rất là đẹp luôn. Đấy, thương hiệu Rozo thì cũng quá nổi tiếng rồi với những anh chơi bật lửa. Đây, chiếc hộp trong là chiếc hộp giấy giả da nhìn rất là sang trọng ấy. Đấy, các anh có thể xem được các góc cạnh chi tiết. Đấy, các anh có thể bật chế độ Full HD lên nhé. Đấy, sản phẩm của chúng ta sẽ bao gồm một thẻ của hãng này, một bộ phụ kiện của hãng kèm theo, đó chính là một chiếc chổi vệ sinh cũng như là một ít đá dự phòng. Hết đá các anh có thể lấy đá ra để thay. Đấy, đấy, các anh xem bên trong hộp cũng thiết kế rất là đẹp luôn. Đấy, thương hiệu Rozo rất thích hợp cho các anh nào mua làm quà tặng, yêu sếp, bạn bè, đối tác, người thân. Đấy, sản phẩm này thì về em cập bến ở Ambe shop cũng được một tuần qua rồi, nhưng mà hiện tại thì do lượng hàng hóa các anh đặt thì khá là nhiều nên Ambe shop hôm nay mới có thời gian để làm clip review cho các anh sản phẩm. Đây, chiếc bật lửa em sẽ khui luôn nhé. Đấy, các anh xem một chiếc bật lửa đến từ thương hiệu Rozo. Đây, màu sắc màu bạc giả cổ rất là đẹp luôn. Đây, cho anh nào thích kiểu tân cổ điển rất là đẹp. Đây, ngoài màu sắc này ra Ambe shop còn một số màu sắc khác thì các anh có thể truy cập website để xem chi tiết, hoặc là khi gọi thì các anh nhắc Ambe để Ambe báo màu sắc mà hiện tại Ambe shop còn nhé. Màu này rất là đẹp luôn, thiết kế cầm rất là vừa tay nhé. Đấy, thương hiệu Rozo được khắc ở đây với mã sản phẩm. Đấy, các anh xem để em bà lấy nét cho các anh xem nhé. Đấy, đấy, sản phẩm sử dụng xăng đá chung phụ kiện với Zippo các anh nhé. Đấy, anh nào mà sử dụng Zippo rồi thì rất dễ để sử dụng luôn cũng như là tìm kiếm phụ kiện thì các anh cũng có thể mua luôn tại Ambe shop nhé. Đấy, với thiết kế buồng đốt đây giúp các anh đi gió rất là tốt luôn. Đấy, đấy, về cơ chế đánh lửa rất là độc đáo luôn. Đây, các anh xem, các anh có thấy con vít này không ạ? Đấy, con vít này nhá. Ban đầu khi các anh nhận hàng thì con vít nó sẽ trong tình trạng này, như này thì không thể bật lên được nhá. Đấy, mò một hồi cũng không tìm thấy luôn. Đây, các anh lưu ý giúp em, mình vặn phần con vít này ra. Đấy, đấy, rất là độc đáo đúng không ạ? Đây, cũng như là ở đây có phần trục bấc để giúp các anh giữ xăng rất là tốt. Đây, em sẽ đánh rồi. Đấy, rất là lạ luôn, cơ chế đánh lửa độc đáo, được coi là có 102 đấy ạ. Đấy, rất là hay. Lúc nào mà các anh không sử dụng nữa thì ở đây các anh lại vặn xuống, tránh tình trạng là khi bỏ vào túi quần thì nó không bị tự động đánh lửa ấy. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, nếu anh nào mà chưa biết cách sử dụng có thể gọi lại cho shop sẽ tư vấn các anh. Đấy, rất là hay luôn. Cái này thì em chưa châm xăng. Đấy, rất là hay luôn. Sử dụng xăng đá nên canh rút bơm xăng vào đây. Đấy, canh vặn con vít ở đây, anh canh thấy có thấy không ạ? Ở đây có một phần gioăng nhé, phần gioăng này giúp canh giữ xăng, khi mình đổ xăng vào thì nó sẽ không bị chảy xăng cũng như là bay xăng khi mình không sử dụng. Đấy,
Hay cũng như là vít con vít để thay đá, hết đá thì các anh có vặn con vít này ra để thay các anh nhé, rất là đơn giản thôi. Đấy, rất là tiện. Đấy, không dùng nữa thì mình vặn con vít lại. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, nếu anh nào mà kết cái sản phẩm này thì có thể comment số điện thoại bên dưới video này, hoặc gọi trực tiếp cho shop qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình các anh nhé. Sẽ có nhân viên của Amesop quay lại cho các anh để tư vấn thêm cho các anh về sản phẩm cũng như là hỗ trợ các anh trong việc đặt hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các anh gọi lại cho shop để shop sẽ tư vấn cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của các anh. Cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.